Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Việt Nhạc Center nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series là thanh lý mỗi ngày một sản phẩm cho các bạn nha. Thì hôm nay trước mặt các bạn là một cây piano mình mới thu về của khách chắc được một hai hôm ha. Hôm nay mình sẽ lên clip cho các bạn luôn. Thì cái cây này model của nó ở đây à, nó sẽ nằm bên đây ha. Đến từ thương hiệu Roland nha các bạn, DB90SE. Thì cái cây này cái mã nó hơi khó nhớ xíu ha các bạn ha. Thì mình sẽ mở nguồn lên. Thì cái cây này á, thì giá niêm yết hiện tại của nó thì mình thấy mọi người đang bán là khoảng 27 triệu. Thì cái mẫu này nó có hai dòng nha các bạn. Thường các bạn sẽ hay lộn á, thì nó có màu sơn bóng và màu dáng. Màu dáng thì nó giống như cây này các bạn ha. Đây, cái cây này nó cũng có cái màu trắng dáng như vậy, hoặc là trắng màu đen dáng giống vậy ha. Nó là màu dáng. Còn cái này là màu sơn bóng. Thì thường màu bóng nó sẽ mắc hơn màu sơn dáng nha các bạn. Cây này nếu mà các bạn mua màu dáng á, màu trắng hoặc màu đen á, thì nó dao động khoảng 24 triệu cho tới 25 triệu. Còn màu mà sơn bóng như này thì mình thấy họ bán khoảng 27 tới 28 triệu nha các bạn. Thì cái này khách mua của mình cũng khá lâu rồi, thì nói chung cũng còn mới, thì mình thu lại cho các bạn cũng chưa sửa chữa gì hết. Thì trên video này mình sẽ để với các bạn với giá là 24 triệu nha. Đó, các bạn nghe nha, 24 triệu màu BE nha các bạn. Mã của nó mình nhắc lại nha, Roland DB90SE. Cây này trên video này mình sẽ để cho bạn với giá là 24 triệu kèm ghế nha. Đó, các bạn khỏi phải suy nghĩ. Thì cái cây này á, cái mẫu của nó thì khá là nhỏ gọn nha các bạn à, nó có chế độ đóng chậm nha. Đó, thì nó hình hài nó giống cái cây bữa mình quay cái S54 mà mình đã bán rồi. Thì cái cây này nó là sơn bóng, hình hài nó vuông vức. Các bạn có thể mua cái khăn phủ, các bạn phủ lên để các bạn làm việc, để laptop hoặc là gì đó mình làm việc ha. Đó, khi mình mở lên thì nó sẽ như này. Đó, các bạn đóng cái này xuống nha, mình mở cái này ra để mình làm cái giá nhạc. Thì cái này cái giá nhạc của nó hơi to, các bạn xài thoải mái luôn. Đó, thì nói chung thì cái này nó cũng nhiều tính năng các bạn ha. Giờ mình sẽ test cái âm thanh trước đi. Đó, cho các bạn nghe trước. Nói chung mà tiếng Roland thì nếu mà các bạn nào ưng tiếng chậm á, nói chung các bạn nào mà thích cái tiếng chậm á, thì Roland nó khá là ok, mình thấy các bạn dùng khá là ok. Ở đây nó có số tính năng khác ha, ngoài tiếng piano mặc định ra nó cho các bạn những cái tiếng khác. Đó. Đó, tiếng khác nhiều tiếng lắm. Đó, thì cái cây này mình nhớ không lầm là có 3 app. Các bạn tới các bạn mua thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tải app về kết nối luôn để mình sử dụng cây này luôn ha. Cây này thì khá là hay, ngoại hình mình thấy mình khá là thích á. Nói chung là sơn bóng. Được một cái là thí dụ như các bạn dùng lâu á, khoảng 1-2 năm á, nếu mà cái màu nó bị chày xước mà các bạn thấy mình muốn đón Tết cho nó đẹp đẹp đúng không, các bạn có thể mua cái bát cà na, hoặc là các bạn có thể gọi bên mình tới làm mới lại đánh bóng mà nó như mới các bạn, nó sẽ được cái đó. Còn những cái màu này thường mà nó bị chắc thì các bạn chỉ có sơn lại thôi. Đó, còn mấy cây này thì được các bạn đánh bóng lại nó như mới luôn. Đó là điểm mạnh của những cây sơn bóng ha. Đó lý do tại sao mà khi mà các bạn mua mới thường nó sẽ mắc hơn. Từ nói chung là dao động từ 7 cho tới 15 tới 20 tùy cây các bạn, thì nó sẽ dao động màu sơn thôi mà nó mắc hơn vậy là nó có vấn đề. Là ví dụ như cái cây sơn bóng các bạn dùng 10 năm các bạn không sợ nó bay màu ngã màu này kia, còn cái cây kia các bạn dùng các bạn sợ ha. Đó thì đó lý do tại sao mà mình hay thu lại những cây sơn bóng này, mình để mình làm clip thanh lý cho anh chị ha. Nói chung anh chị nhìn showroom của mình, những cây mà mình lên xung quanh nè các bạn thì thấy nó trống khá là nhiều ha, là mình đã đi những cái cây mà mình lên clip thì mình đã đi gần hết rồi đó. Hôm nay nên mình sẽ lên clip những cây mà mình mới về cho anh chị nào cần ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình nha, hẹn các bạn ở những video tiếp theo.